phụ nữ đang có chồng mà đi cặp bồ thì có được yêu không? Các chị em phụ nữ đang có chồng, có thể các bạn đang trong trạng thái là ly thân, hoặc là chán chồng, hoặc là không muốn ở với chồng, hoặc là không hề yêu chồng. Nghĩa là bạn đang ở trong trạng thái mà chưa độc thân, mà bạn lại đi cặp bồ, dù là bạn cặp với trai tân hay là anh ta đang có vợ, thì bạn cũng không bao giờ thực sự được yêu đâu. Phụ nữ ạ, khi mà bạn cặp kè với người đàn ông như vậy thì trong mắt anh ta giá trị của bạn cực kỳ thấp, và bạn sẽ đặt câu hỏi là anh ta cũng có quan tâm chăm sóc bạn nhưng anh ta cũng chẳng nói ra điều đó cho bạn biết đâu. Vì sao lại như vậy? Bởi vì anh ta đang được xài miễn phí mà, có cả tình, có cả chuyện giường chiếu, đôi khi còn có cả tiền nữa. Anh ta được nhiều như vậy thì tội gì mà anh ta phải nói ra chứ? Nhưng mà anh ta không hề yêu bạn thực sự đâu. Bởi vì ngay từ giây phút ban đầu, anh ta đã có cảm giác rung động không sạch với bạn. Nghĩa là có rung động mạnh đến đâu đi chăng nữa, nhưng cũng chỉ muốn lên giường với bạn mà thôi. Hoặc có thể mục đích của anh ta là lợi dụng, chứ không phải là mục đích tình cảm. Ở xã hội hiện nay có rất nhiều chị em phụ nữ đang có tư duy sai. Bạn lầm tưởng rằng mình rời xa gia đình, mình lả lướt với anh ta, mình cặp kè với người khác giới là bạn sẽ được yêu, và rồi bạn lao theo mối tình đó mà bỏ bê gia đình và con cái. Hôn nhân thì rạn nứt, thay vào đó bạn hãy tập trung đầu tư công sức và kiến thức của mình để chỉnh sửa lại hôn nhân tốt đẹp hơn nhé.